Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ đi sơ lược qua những cái diễn biến của thị trường chung để anh chị đầu tư mình có một góc nhìn khách quan nhất về thị trường, và đặc biệt em cũng sẽ điểm danh sơ lược qua những cái mã cổ phiếu tiềm năng trong những phiên sắp tới để anh chị có thể là chú ý. Thì phiên vừa rồi VN Index của chúng ta cũng gặp lại kháng cự trước nên yếu tố điều chỉnh đã xảy ra, giảm 4,10 điểm và đóng cửa mức gần như là thấp nhất phiên 1341,45 điểm, giá trị giao dịch ở mức trung bình 22.511 tỷ đồng và đang có những sự phân hóa về dòng tiền. Thì phiên vừa rồi những cái mã cổ phiếu tăng điểm chủ yếu đến từ dòng bất động sản là chính, còn những cái mã cổ phiếu giảm điểm thì đến từ dòng ngân hàng, chứng khoán và thép. Cụ thể ở đây khi anh chị nhìn vào những cái chỉ số của VN Index cũng như các anh chị nhìn vào sự biến động này thì tác động chính đến VN Index sẽ có những cái mã cổ phiếu như là VHM, BCM, Vinamilk, BLX và DG là những cái mã cổ phiếu đóng góp tăng cho thị trường chung. Còn những cái mã cổ phiếu đóng góp giảm thì có Vietcombank, VIBank, GAT, GVR, Techcombank vân vân là những cái mã cổ phiếu đóng góp giảm trong phiên vừa rồi của VN. Thì hầu như những cái mã cổ phiếu này có một điểm chung là nó đều gặp lại những kháng cự trước, nên cái điều cần thiết của nó là nó phải cân bằng hoặc là tích lũy thêm. Nước ngoài và tự doanh thì họ giao dịch như thế nào? Nước ngoài thì những phiên gần đây họ tiếp liên tục họ mua ròng, và cái phiên vừa rồi họ mua ròng đó khoảng là 37,84 tỷ này. Tự doanh họ cũng mua ròng đâu đó khoảng là 282,93 tỷ. Thì những cái sự giao dịch mua ròng của khối ngoại và tự doanh nó cũng đóng góp những cái sự phục hồi cho thị trường chứng khoán chúng ta, thì đây là một cái điều tích cực. Và nhìn trong chart biểu đồ này anh chị cũng thể thấy một điều rằng ấy là khi thị trường chúng ta có những cái nhịp điều chỉnh đủ lớn này và nó cân bằng trở lại, phục hồi đi lên, có những cái sự cải thiện về thanh khoản thì chứng tỏ một điều rằng ấy là dòng tiền đang bắt đầu quay lại thị trường. Và khi trong những cái nhịp phục hồi này nó gặp lại cái vùng kháng cự trước thì cái việc cần thiết của VN Index hiện tại là nó sẽ cần cân bằng trở lại và tích lũy thêm, thì lúc đó thị trường của chúng ta nó mới có thể là tạo ra một chu kỳ mới được, giống như những cái giai đoạn phía trước. Ở đây anh chị cũng thể thấy khi thị trường chúng ta sau khi có những cái nhịp điều chỉnh lớn này bắt đầu cân bằng trở lại đi lên, phục hồi và có những cái sự cải thiện về thanh khoản, thì anh chị thấy này, gặp lại kháng cự trước là đáy trước và kháng cự sau, thì nó sẽ xảy ra một cái giai đoạn gọi là tích lũy trở lại, tăng chỉnh liên tục vùng này để có thể là hấp thụ những cái lượng cung do các anh chị nhà đầu tư nào ấy mà kẹp hàng này. Đây là những giai đoạn này các anh chị đầu tư kẹp hàng này, bán ra này, do anh chị đầu tư nào có lãi này, bán ra này, thì nó tạo ra một cái vùng hấp thụ những cái lượng cung đó và bắt đầu có một cái lực cầu mới từ thị trường vào, thì thị trường chúng ta nó sẽ bước vào chu kỳ mới. Thị trường của chúng ta nó phải cần giai đoạn tích lũy là như thế này. Và quan trọng ở thời hiện tại là anh chị tập trung và các anh chị quản trị vào những cái mã cổ phiếu nhiều hơn, chứ không phải là các anh chị chú ý vào thị trường chung và anh chị đón thị trường chung nó sẽ diễn ra như thế nào. Các anh chị thấy những cái người ấy mà quản lý quỹ chuyên nghiệp và những cái người có kinh nghiệm đầu tư lâu năm như ông chủ tịch của Dragon Capital, ổng còn không dự đoán được ngày mai thị trường nó sẽ diễn biến ra như thế nào thì các anh chị dự đoán làm gì, đúng không ạ? Và anh chị cũng mua là anh chị mua cổ phiếu chứ anh chị không mua VN Index, nên cái việc mà anh chị dự đoán VN Index sẽ là không khả quan. Và ở đây tại vì sao em lại phân tích lại những cái dữ liệu quá khứ để anh chị có thể là nhìn xem hiện tại và trong tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào? Tại vì anh chị biết phân tích kỹ thuật là gì? Là một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng, đúng không ạ? Tại vì sao lại phân tích lại dữ liệu quá khứ? Tại vì các anh chị thấy rằng ấy là những cái tâm lý và hành vi của anh chị đầu tư trong thị trường chứng khoán này nó sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian, và những cái gì nó đã lặp đi lặp lại trong quá khứ thì khả năng nó sẽ lặp đi lặp lại trong tương lai. Em sẽ lấy một cái ví dụ điển hình như là mã cổ phiếu HD Bank. Tại vì sao các anh chị thấy này, mã cổ phiếu HD Bank ở trong quá khứ nó xuất hiện mẫu hình này, cốc tay cầm breakout, sau đó là cái hướng giá của nó bật tăng, và trong tương lai của nó cũng xuất hiện tương tự mẫu hình này, cốc tay cầm, sau đó breakout và hướng giá của nó cũng bật tăng. Tại vì sao lại như thế, đúng không ạ? Tại vì những cái tâm lý và hành vi của anh chị nhà đầu tư có thay đổi đâu, nên có những cái mẫu hình lặp đi lặp lại, nên chúng ta phải phân tích lại những cái dữ liệu lịch sử để dự đoán hướng giá trong tương lai, nên em mới phân tích lại những cái dữ liệu đó. Và nhìn chung ấy là khi thị trường của chúng ta nó đang trong một trend line tăng này thì anh chị phải chọn được đúng nhầm dẫn để anh chị đầu tư, thì anh chị mới có được những cái lượng lãi lớn trong những giai đoạn tiếp theo của thị trường. Em ví dụ đi, từng cái giai đoạn thì thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái dòng dẫn cụ thể. Em ví dụ như vào 1200 này, các anh chị thấy dòng nào dòng dẫn chủ yếu? Đó là dòng thép, đúng không ạ? Các anh chị thấy này, dòng thép tăng rất mạnh. Còn vùng 1250 đến vùng 1300 thì dòng nào ạ? Đó là dòng ngân hàng, và lên cao trên đây là dòng chứng khoán, và lên vùng 1300 đến vùng 1400 chủ yếu là dòng bán lẻ là dẫn thị trường, đúng không ạ? Mỗi thời gian thì sẽ có những cái dòng dẫn khác nhau, nên chúng ta phải chọn lựa được đúng dòng dẫn để chúng ta đầu tư, chứ không phải là anh chị chọn sai dòng dẫn thì anh chị sẽ không có lượng lãi lớn, hoặc anh chị sẽ có những cái khoản lỗ trở lại luôn. Em ví dụ như ở đây này, nếu anh chị đầu tư vào dòng thép thì anh chị thấy này, lãi rất là lớn như con HPG, và nắm giữ đến bây giờ anh chị lãi 50 đến 60%. Nhưng ngược lại anh chị đầu tư vào dòng xây dựng như con CTD đi, hay là con Vinamilk đi, thì hầu như anh chị thấy này, nó đang một trong một cái trendline giảm, anh chị đầu tư vào những mã phiếu này hầu như anh chị lỗ đâu khoảng là 50 đến 100%,
đúng mà. Nên chúng ta chủ yếu là chúng ta phải chọn được đúng nhầm dẫn của thị trường. Và thị trường chúng ta hiện tại nó đang phân hóa, cũng có rất nhiều mã phiếu nó không đi theo mẫu hình của thị trường chung. Em ví dụ như Masan đi, cái gì thấy này nó có đi theo mẫu hình của thị trường chung đâu, thị trường chung điều chỉnh mà nó có điều chỉnh đâu, hay là con HDG này, hay là những cái mã cổ phiếu như con DGC hoặc là con FPT, nó hầu hết nó sẽ không đi theo thị trường chung. Nên chúng ta phải chọn lựa những mã phiếu như thế này này, kênh trên xu hướng để chúng ta đầu tư, chứ không phải là bây giờ chúng ta chú ý quá nhiều vào thị trường chung để chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để chúng ta đầu tư, đúng mà. Em ví dụ như những cái giai đoạn mà thị trường năm 2019 đi, thị trường ở một cái giai đoạn đi tích lũy và sideways như thế này này, nếu mà anh chị thấy này, các anh chị đầu tư theo thị trường chung thì anh chị thấy có các anh chị bỏ lỡ rất nhiều mã cổ phiếu để đầu tư. Em thêm vào cái biểu đồ này một cái mã cổ phiếu để so sánh như con BID đi, các anh chị thấy này, khi mà thị trường chung của chúng ta này nó tích lũy và đi ngang, đúng mà, thì sao các anh chị thấy này, con BID này nó vẫn tiếp tục ở chu kỳ tăng của nó. Hay để em thêm vào biểu đồ cái con cái chart biểu đồ của VN Index đi, để anh chị đầu tư có thể là dễ hình dung hơn. Đây VN Index, anh chị có thể thấy rằng này, khi mà VN Index của chúng ta có những cái yếu tố đi ngang, đây là giai đoạn đi ngang của nó này, thì sao các anh chị thấy này, con BID nó vẫn tiếp tục tăng. Và anh chị thấy này, nếu mà anh chị thấy các anh chị đầu tư theo VN Index thì sao ạ? À? Các anh chị bỏ lỡ một cái cơ hội đầu tư có thể là lãi đến 150%. Anh chị thấy này, con Vietcombank. Đây. Lúc mà thị trường của chúng ta có những yếu tố này nó đi ngang. Đây đi ngang, con Vietcombank nó vẫn tiếp tục cái trendline tăng của nó. Hay là con FPT nó cũng tương tự như thế. Đúng không ạ? Giai đoạn thị trường đi ngang này thì sao ạ? À? Con FPT nó vẫn tiếp tục tăng. Nên chủ yếu là mình phải lựa chọn đúng mã cổ phiếu để mình đầu tư và tập trung vào những cái nhìn trung và dài hạn của doanh nghiệp nhiều hơn, chứ không phải là các anh chị cố chấp, các anh chị nhìn vào VN Index để các anh chị dự đoán cổ phiếu. Thì bây giờ em cũng sẽ tập trung phân tích vào những cái mã cổ phiếu nhiều hơn, chứ em cũng không phân tích nhiều vào VN Index nữa. Thì anh chị thấy này, hiện tại thì dòng nào đang là dòng dẫn sóng của thị trường? Ở đây đang là dòng bất động sản dẫn sóng. Tại vì sao em lại nói là như thế? Em sẽ có những cái dữ liệu để cho anh chị có thể là thấy rằng dòng bất động sản đang là những dòng dẫn sóng. Thứ nhất là anh chị nhìn vào dòng những cái con dẫn dắt của bất động sản, thứ nhất là con VHM này. Các chị thấy này, khi mà thị trường điều chỉnh hay là có những yếu tố điều chỉnh mạnh thì các chị thấy con VHM này có điều chỉnh mạnh hay không? Nó không hề điều chỉnh mạnh, và đúng đúng khi mà thị trường nó phục hồi sau nó lại có những sự bật tăng lên rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Anh chị nhìn vào những mã phiếu như là con HDG này, nó chạy sau đó nó kéo theo con gì chạy ạ? À? Tiếp theo là con Nam Từ Liêm, sau đó là con DG, sau đó là cái con CKG, đúng không ạ? Nó liên tục nó kéo những cái mà cổ phiếu trong cùng một dòng bất động sản chạy, thì đó gọi là sóng dòng. Cũng như khi mà thị trường chúng ta nó có điều chỉnh và khi mà nó bật tăng trở lại, những cái dòng nào chạy mạnh nhất gọi là dòng dẫn của thị trường. Nên hiện tại dòng bất động sản là những cái dòng các anh chị nên chú ý ở thời hiện tại. Và bây giờ em cũng sẽ phân tích vào những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản cho anh chị có thể là nắm rõ hơn xem mã cổ phiếu nào nên nắm giữ và mã cổ phiếu nào mình nên cơ cấu dần. Thì bây giờ con VHM, con đầu ngành đi, hiện tại các anh chị muốn mua hay là anh chị muốn bán một mã cổ phiếu nào đó thì anh chị phải nhìn vào cái quá trình vận động của một mã cổ phiếu này, chứ không phải là các anh chị nhìn vào một hai phiên nó tăng chỉnh liên tục như này các anh chị mua bán, thì các anh chị sẽ dễ dàng, rất là dễ dàng mua đỉnh và bán đáy. Anh chị thấy này, khi mà thị trường ta nó bước vào trendline tăng cũng như là một mã cổ phiếu nó đang trong trendline tăng thì sao, các anh chị phải chọn lựa những điểm mua sao cho hợp lý. Em ví dụ như là vì sao ở những giai đoạn phía trước em khuyến nghị anh chị tham gia mua ở những cái điểm này, những phiên tích cung, đúng không ạ? Cũng như là những cái room chiến lược của em này cũng mua ở những cái phiên gọi là tích cung của mã cổ phiếu VHM. Đây các chị thấy này, mua ở những phiên tích cung là quanh vùng giá 108 này, 30% này. Tại vì sao lại mua như thế? Tại vì anh chị biết ấy, khi mà một mã phiếu trong trendline tăng và nó có những cái giai đoạn này tích lũy đủ lâu thì chứng tỏ những vùng tích lũy này là những vùng gom mua hàng của các tổ chức lớn, và các chị thấy có những dòng tiền của tổ chức lớn họ đã vào, thì khi họ đã vào dòng tiền như thế này này, cái việc mà họ đánh lên đó khoảng là 5 đến 10% thì họ có thể thoát ra được lượng hàng chưa? Đương nhiên là chưa thoát ra được lượng hàng rồi, tại vì anh chị biết ấy, đâu đó khoảng là 100 triệu hoặc là 200 triệu cổ phiếu mà có thể là thoát hàng trong 1 đến 2 tuần hay không. Nếu mà họ thoát hàng trong 1 2 tuần thì nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng gọi là nó sẽ bị sàn rất là nhiều cây. Và khi sàn rất nhiều cây thì cái lượng hàng của họ khi mà mua 100 triệu 200 triệu ấy, họ chưa thoát được lượng hàng thì chẳng khác gì nó giảm về đây thì sao, họ bị lỗ thì chẳng khác gì họ cưa chân của họ, đúng không ạ? Nên họ tổ chức họ sẽ giữ giá rất là tốt để họ có thể là đẩy giá lên để tạo ra một cái chu kỳ mới để họ phân phối hàng ra ở những giai đoạn phía trên. Và anh chị thấy này, nó cũng tương theo những quy luật cung cầu thôi. Khi nó tăng điểm nó điều chỉnh trở lại này, yếu tố càng cung đã xảy ra. Đây là yếu tố càng cung này. Đây là yếu tố càng cung và đây cũng là một yếu tố càng cung này. Và khi nó càng cung, nó tích lũy như thế này này thì sao ạ? À? Chủ yếu là anh chị chọn đúng điểm mua thì anh chị sẽ có lãi. Thì anh chị sẽ mua những điểm nào? Những điểm gọi là no supply này, test cung liên tục thì anh chị sẽ mua những điểm này. Thì anh chị sẽ đón được những cái phiên breakout giống như những cái mã phiếu như STB đi.
Những cái điểm mua chuẩn là điểm mua nào ạ? Đây, những cái điểm mua chuẩn của nó đây là anh chị phải chọn đúng những cái vùng tích lũy để anh chị tham gia. Đây là những vùng tích lũy và đi ngang. Và đúng những vùng tích lũy và đi ngang, các anh chị thấy này, yếu tố cản cung đã xảy ra chưa? Yếu tố cản cung xảy ra rồi, xuất hiện phiên gì? No supply, test cung. Test cung liên tục thì sao ạ? Nó sẽ xuất hiện một phiên breakout. Thì anh chị sẽ mua điểm nào là hợp lý? Các anh chị sẽ mua ở những cái phiên test cung hoặc là những cái phiên gọi là breakout này, đúng không ạ? Thì các anh chị chọn mua được những phiên test cung. Đó là những cái điểm mua hợp lý. Hay là những mã phiếu như con Techcombank này, trước những phiên breakout của nó thì nó sẽ có những cái hiện tượng gì, đúng không ạ? Nó sẽ là một cái vùng tích lũy này. Sau khi tích lũy đủ thì anh chị nhìn vào cái khối lượng của nó có giảm dần hay không, khối lượng giảm dần và xuất hiện phiên gì, no supply này, đóng cửa thấp nhất phiên và cái volume nhỏ, sau đó xuất hiện phiên test cung, thì sau đó xuất hiện những phiên breakout thì mình mua ở những phiên nào ạ? Những phiên test cung là những phiên hợp lý nhất. Nên chị chú ý những cái điểm mua của nó hợp lý là những phiên test cung, giống như con VHM em cũng đã hướng dẫn các anh chị mua ở những phiên phía trước, đúng không ạ? Nên chị lưu ý có VHM thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm, tại vì hiện tại nó cũng vào một cái chu kỳ mới, và trong những cái quy luật trong cái phương pháp VSA thì nó sẽ có cái quy luật về nguyên nhân và kết quả. Nếu nó tích lũy càng dài sao ạ, thì nó sẽ đánh lên càng mạnh. Em ví dụ điển hình như con KBC đi, các anh chị thấy vì sao giai đoạn trước nó lại có những yếu tố tăng 100 đến 200%, các anh chị thấy này, cái vùng tích lũy của nó càng dài sao ạ? Nó sẽ tăng càng mạnh, đúng mà, tăng 200%. Nhưng các anh chị nhìn lại con SSI đi, vì sao ở những giai đoạn tích lũy này nó lại tăng đó khoảng là 20 đến 30% rồi nó ngừng? Thì ở đây các anh chị thấy này, quy luật về nguyên nhân kết quả của con SSI thì sao ạ? Nó tích lũy ngắn hay sao thì nó đẩy giá ngắn. Anh chị thấy về con CTR đi, vào những cái vùng tích lũy nhỏ của nó đi, anh chị thấy này, vì sao nó tích lũy như thế này, nó đẩy lên đâu khoảng 7% nó lại tích lũy trở lại, thì đó là quy luật về nguyên nhân kết quả. Nên anh chị thấy này, những mã phiếu như VHM này nó tích lũy lâu không? Nó tích lũy rất là lâu, đúng không ạ? Và việc đẩy giá nó lên đến vùng này có phải là mục tiêu của tổ chức hay chưa? Thì đánh giá nếu mà muốn muốn có thể là phân phối hàng ra thì ít nhất nó cũng phải đẩy giá lên vùng 130, thì lúc đó cái mã phiếu này tổ chức mới có thể phân phối được lượng hàng ra. Nên lưu ý có mã phiếu này, các anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm, dòng tiền lớn cũng đã vào. Tiếp theo là những mã phiếu như DIG này, em cũng hướng dẫn các anh chị mua những cái điểm mua rất là tốt, đúng không ạ? Ở đây các anh chị thấy này, điểm mua của nó là điểm nào, các anh chị trước khi mua thì anh chị phải nhìn vào trendline của nó. Đây trendline tăng hay sao, thì anh chị chọn điểm mua để anh chị đầu tư, đúng không ạ? Tại vì trong một trendline tăng này anh chị đầu tư điểm nào anh chị cũng lãi, nhưng mà các anh chị nhìn vào trendline giảm đi, con Vinamilk các anh chị đầu tư này mặc dù giá rất là rẻ, và khi anh chị mua vào giá rẻ thì sao, thì nó lại giảm tiếp. Và trong thị trường chứng khoán này giá cả không quan trọng, quan trọng là điểm mua của anh chị và nguyên tắc mua của anh chị thôi, đúng không ạ? Hay là những cái mã cổ phiếu như con CTD này, các anh chị thấy giá rẻ không? Các anh chị thấy giá lúc trước của nó là bao nhiêu? Lúc trước giá của nó là đâu khoảng là 220, và bây giờ các anh chị thấy này, giá đâu đó khoảng là 64, 65, và anh chị thấy giá nó rẻ không? Và anh chị thấy giá nó rất rẻ, đúng không ạ? Nhưng mà khi rẻ như thế này này, các anh chị mua vào các anh chị có lãi hay không? Nó mới là một cái việc, đúng không ạ? Còn những mã cổ phiếu cao như con DGC này, ở đây này các anh chị thấy này, giá 65 này nó có rẻ chưa, đúng không ạ? Và sau khi giá 65 sao nó còn những vùng giá cao hơn, và bây giờ nó đã lên đến giá 100. Hay con MWG nó cũng tương tự như thế, các anh chị mua giá cao thì anh chị sẽ bán với giá cao hơn, còn khi anh chị mua giá rẻ mà nó không tăng, nó đang trong xuống xuống, thì nó sẽ không có lãi cho anh chị. Nên chủ yếu trong thị trường này chủ yếu là mình có được kiếm được lãi hay không thôi, chứ không phải là giá đắt hay giá rẻ đối với một mã cổ phiếu nào đó. Và anh chị nghĩ xem ấy, một mã cổ phiếu ấy, mà giá rẻ, tại sao nó lại giá rẻ? Tại vì người ta nhìn được những cái dấu hiệu không tốt của doanh nghiệp nên người ta mới bán ra thì giá nó mới giảm. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó tăng điểm như thế này này, nó liên tục nó tăng như thế này này, thì có ai có bán ra để cho anh chị mua với giá rẻ đâu, đúng không ạ? Nên chị phải biết rằng những mã cổ phiếu giá cao và nó trong giai đoạn tăng là những cái mã cổ phiếu tốt. Nên chúng ta phải nhìn vào những xu hướng của nó để chúng ta đầu tư. Như con DG này em nhìn vào xu hướng tăng của nó thì sao? Thì em sẽ chọn những điểm mua sao cho hợp lý. Và những cái điểm mua hợp lý của nó là điểm nào ạ? Đây là những cái điểm mua hợp lý của nó này. Đây em có khuyến nghị anh chị mua điểm này, và khi có những yếu tố này nó càng cung nó xảy ra này, đây là vùng tích lũy và sideways, nó là cái vùng biên chạy trong cái chiếc hộp Davos, và nó tích lũy và sideways trong vùng này thì chủ yếu tổ chức là những cái người gom hàng đúng không ạ? Và những vùng này các anh chị thấy này, có anh chị đầu tư nào mà nắm giữ đâu đó khoảng là từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 đâu đó khoảng là 7 tháng, nhưng anh chị nắm giữ mã phiếu này này, nếu các anh chị mua ở vùng này đến đâu đó khoảng là tháng 7 đi thì anh chị có lãi không? Hầu như anh chị không có lãi, thì không có lãi sao? Các anh chị sẽ chủ yếu các anh chị bán ra, đúng không ạ? Các anh chị thấy những giai đoạn này, những cái dòng như là thép, ngân hàng hay là chứng khoán tăng rất mạnh thì anh chị có yếu tố các anh chị bán, các anh chị đảo hàng ra. Và khi anh chị bán đảo hàng ra thì ai là người mua? Chủ yếu là tổ chức họ mua vào. Và khi họ mua vào, họ mua đủ cái lượng hàng sau, họ sẽ có những yếu tố họ rũ bỏ để cho anh chị đầu tư không còn đu bám nhiều nữa. Và anh chị thấy này, ở đây nó xuất hiện những phiên cản cung này, đúng không ạ? Và cản cung nó xuất hiện no supply này. Sau đó test cung này thì sau đó những dòng tiền lớn vào đánh lên liên tục. Nên những cái điểm mua tốt của nó là những cái phiên gọi là tiền vào, những cái phiên gọi là tích cung, hoặc là anh chị có thể là mua ở những cái phiên này này, những cái điểm pivot của nó, đúng không ạ? Thì đó là những cái điểm mua chuẩn. Còn bây giờ anh chị có thể mua hay không,
vẫn có thể mua, nhưng mà anh chị phải biết rằng ấy, khi nó đánh vượt đỉnh thì nó sẽ có những yếu tố quay lại retest đỉnh, thì anh chị sẽ có những cái điểm mua tốt đối với DG. Còn bây giờ các anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Thì những cái giai đoạn phía trước em cũng có mua con DG này, những cái điểm mua em cũng có khuyến nghị trên video ở giai đoạn phía trước ấy. Anh chị thấy này, vào lệnh ở những cái vùng gọi là 27 và chia ra những chiến lược đi vốn 30% đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải quan sát xem mã phiếu này nó có quay lại retest đỉnh của nó hay không, với khối lượng tăng không, thì chúng ta có thể là canh để có thể là vào đối với DG. Bây giờ cứ tiếp tục quan sát và nắm giữ thêm. Còn những cái mã cổ phiếu như con KDH này em cũng phân tích nhiều rồi này. Ở đây anh chị cũng thấy này, nó mẫu hình gì ạ? Nền trùng nền đúng không ạ? Và mẫu hình nền trùng nền này nó rất là thành công, giống như con DGC thôi đúng không ạ? Mẫu hình nền trùng nền này, tại vì sao nó lại thành công? Tại vì vùng nền là vùng gom hàng của tổ chức đúng không ạ? Và khi tạo ra những vùng nền như thế này này, các anh chị mua ở những vùng nền này nó an toàn hay không? Rất là an toàn. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy này, các anh chị mua đây, nếu mà thị trường có chỉnh hay sao, nó lỡ chỉnh thì nó chỉnh về những cái vùng gọi là giá vốn của anh chị, thì anh chị có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Hay là mẫu hình của con MWG này, anh chị thấy này, mua ở những vùng tích lũy cũng như là những cái vùng nền của nó có an toàn hay không. Đây, nếu anh chị mua vùng nền này, thị trường có điều chỉnh sao, nó cũng sẽ điều chỉnh quanh về vùng giá vốn chị, thì anh chị sẽ dễ đưa ra quyết định hơn, nắm giữ hay là bán đúng không ạ? Chứ anh chị cứ mà mua ở những cái vùng gọi là đuổi giá như thế này này, thì anh chị sẽ rất dễ dàng này mua đỉnh và bán đáy, tại vì nó giảm đâu khoảng 5 đến 10%, nó đã chạm đến những cái ngưỡng gọi là cắt lỗ của anh chị. Các anh chị cắt lỗ ra sao, giá nó bắt đầu nó bật tăng lên trở lại, nên vì sao mới có anh chị đầu tư thua lỗ, nên chị phải mua, làm chị phải có những nguyên tắc mua tại đâu và bán tại đâu đúng không ạ? Thì chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua tại nền và bán tại những giai đoạn gọi là chạy nước rút hoặc là xuất hiện uptrend 3, thì đó là những nguyên tắc mua của em. Nếu mà thị trường của chúng ta nó có điều chỉnh hay chăng nữa, mà nếu mà nó đúng những điểm mua thì em vẫn tiếp tục giải ngân. Ví dụ như con KDH này, mẫu hình nó tốt như thế này, hiện tại có điểm mua hay không, theo đánh giá hiện tại thì nó sẽ cần cân bằng thêm này, yếu tố sách ao thì sẽ khả năng nó sẽ quay lại retest điểm này, thì anh chị sẽ có điểm mua. Đối với con KDH nó lưu ý có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm, tại vì ở đây nó có những cái vùng nền vững chắc của nó và tỷ lệ rủi ro của nó cũng rất là thấp, nên có thể là cân nhắc đối với KDH, mặc dù nó tăng chậm như thế này nhưng nó sẽ tăng rất là bền. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như con Nam Từ Liêm đi. Nam Từ Liêm vì sao lại có dòng tiền lớn nhất mọi thời đại vào đánh như thế này đúng không ạ? Tại vì anh chị thấy này, ở đây là vùng gì ạ? Đây là vùng tích lũy và sideways. Khi tích lũy và sideways thì sao ạ? Nó bắt đầu có những cái giai đoạn này hấp thụ những lượng cung này quanh những vùng đỉnh trước của nó, và anh chị thấy một điều ở đây này, khi nó rũ bỏ sao, yếu tố cạn cung đã xảy ra, không còn ai bán ra nữa, thì sao, nó cân bằng bắt đầu này, no supply, test cung liên tục, bắt đầu phiên breakout và mua. Thì điểm mua chính của nó là điểm nào ạ? Điểm mua chính của nó là điểm test cung này này, hoặc là điểm này, hoặc là điểm này. Còn bây giờ anh chị còn điểm mua hay không, theo đánh giá phiên vừa rồi này nó xuất hiện sell out thì sao ạ? Khả năng nó sẽ quay về retest là cái đỉnh trước của nó, đây là cái vùng khả năng nó sẽ quay lại retest. Nếu mà nó cân bằng trở lại được thì anh chị sẽ có thể là giải ngân với Nam Từ Liêm, hoặc là nếu mà tốt hơn thì nó sẽ quay lại retest đỉnh này, giống như con KDH ở thời điểm hiện tại này. Anh chị thấy này, đánh vượt đỉnh thì sao, đánh vượt đỉnh quay lại retest đỉnh, khối lượng thấp thì sao, nó bắt đầu nó bật tăng lên lại, thì đó là những cái quy luật về cung cầu, nó đánh vượt đỉnh thì khả năng sẽ quay lại retest đỉnh thôi. Con Nam Từ Liêm cũng tương tự như thế, nên chị đợi những cái nhịp nó cân bằng hoặc là quay lại retest đỉnh thì anh chị có thể là giải ngân đối với Nam Từ Liêm. Tiếp theo là con SSC đi. SSC này thì có điểm mua hay không, thì anh chị thấy này, SSC nó đánh giống mẫu hình của con gì, HDG đúng không ạ? Nó tương tự như con HDG, thì anh chị thấy này, SSC có phải là điểm mua hay chưa? Đây hiện tại nó vẫn chưa là điểm mua chuẩn, nhưng anh chị có thể dẫn thăm dò khả năng dài phim sau nó sẽ có những giai đoạn gọi là tái tích lũy trở lại cân bằng quanh vùng này, anh chị sẽ có những cái điểm mua chuẩn. Thì ở đây anh chị có thể dẫn thăm dò, tại vì sao, nó tạo ra mẫu hình giống như cái con gọi là HDG, anh chị thấy yếu tố nó chỉnh như thế này này, nếu mà anh chị còn cầm hàng các anh chị có dám cầm nữa hay không đúng không ạ? Các anh chị phải đặt ra câu hỏi như thế. Và khi anh chị thấy này, nếu anh chị cầm hàng mà anh chị không dám cầm nữa hay sao, thì chủ yếu tổ chức họ mua vào và họ đang rũ bỏ anh chị đầu tư ra, và khi rũ bỏ ra sau thì sao, họ đổ tiền và họ đánh lên liên tục. Thì những mã phiếu này là những mã phiếu các anh chị đang chú ý này, dòng tiền lớn đã vào chưa, đây là dòng tiền lớn đã vào rồi này. Các anh chị thấy này, dòng tiền này là dòng tiền của ai? 3 triệu cổ phiếu, không phải là dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, chủ yếu là tổ chức họ đổ tiền vào họ đánh lên. Nên lưu ý có cứ tiếp tục nắm giữ đối với SSC, và điểm mua của nó là quanh những cái vùng gọi là nó retest lại vùng đỉnh trước của nó là quanh vùng giá 43, anh chị có thể giải ngân đối với SSC. Tiếp theo ấy là về những mã cổ phiếu như CEO đi. CEO anh chị có nên tham gia giải ngân hay không? Thì anh chị cũng thấy rồi á. Trong một cái mã cổ phiếu ấy, thì mình phải lựa chọn những cái mã cổ phiếu gọi là kênh trên để mình đầu tư, chứ không phải là mình lựa chọn những mã cổ phiếu kênh dưới này mình để mình đầu tư. Bây giờ em sẽ so sánh cho anh chị đầu tư ấy, xem một cái mã cổ phiếu kênh trên và một mã cổ phiếu kênh dưới nó sẽ diễn biến và hành động giá như thế nào. Bây giờ thêm vào phần so sánh như con CRE đi. Cái gì thấy này, nếu anh chị mua ở đây này, một mã cổ phiếu kênh trên và một mã cổ phiếu kênh dưới, đây nè, con CRE giai đoạn này nó đã đánh vượt đỉnh của nó rồi này,
Đúng mà, thì anh chị thấy này, một con mã phiếu này nó chưa vượt đỉnh và nó đang ở trên dưới, thì anh chị mua ở điểm này đi. Cái gì so sánh đi. Bây giờ nếu anh chị mua điểm này đối với con CRL, COO thì anh chị bị lỗ, nhưng mà anh chị mua mã phiếu kênh trên này, anh chị có lãi không? Anh chị lãi 20 đến 30%. Đúng mà. Đây. Đây là những cái điểm anh chị mua này. Đây mới đúng là những cái điểm anh chị mua này. Vùng cân bằng này. Anh chị đo lên đúng không ạ? Lãi đâu khoảng là gần 20%. Nên chị phải lựa chọn những mã phiếu kênh trên, những gì đầu tư. Còn những mã phiếu này có thì kênh gì cứ tiếp tục nắm giữ và canh chốt lại qua những cái vùng gọi là kháng cự trước của nó. Và phiên vừa rồi anh chị cũng thấy rõ ràng rằng là khi nó gặp kháng cự thì nó điều chỉnh đúng không ạ? Nên những mã phiếu này này thì anh chị cứ canh tăng đến một kháng cự thì anh chị hạ ra để anh chị đảo hàng qua những mã phiếu kênh trên để anh chị đánh. Còn DHD nó cũng tương tự như thế này. Nó là một mã cổ phiếu kênh dưới và khi kênh dưới nó đi lên thì sao? Nó sẽ gặp lại kháng cự thì nó phải tăng chỉnh liên tục nó mới tạo ra chu kỳ mới được. Nên những mã phiếu này có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Hiện tại thì chưa có điểm mua. Còn con DSG thì sao? DSG thì anh chị cũng thể thấy này, yếu tố nó tăng lên gặp lại kháng cự trước thì khả năng vùng này nó sẽ tạo ra vùng tái tích lũy thì anh chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cái gì không có điểm mua đối với con này, cái gì thấy nhìn mẫu hình của nó tương tự như con Vinamilk thôi. Nó sẽ có những cái nhịp phục hồi này. Và sau khi phục hồi mà nếu mà nó điều chỉnh mạnh thì sao, nó sẽ bị gãy gãy trend và nó sẽ giảm luôn. Thì con DSG này hiện tại thì anh chị cũng quan sát chứ chưa có điểm mua tại vì nó chưa đủ tích lũy. Nếu nó đủ tích lũy thì nó mới có thể là đánh lên. Em ví dụ như vùng này này nó giảm điểm này, nhưng anh chị thấy này, nó đủ tích lũy này, nó tích lũy 2 đến 3 tháng thì sao ạ? Nó bắt đầu một cái chu kỳ tăng của nó, mẫu hình này nền trong nền tảng đúng không ạ? Từ tháng 8 đến tháng 11 là 3 tháng thì sau đó nó mới tăng được. Chứ tự nhiên bây giờ cái gì nghĩ nó có tăng lên hình chữ V hay không? Hầu như sẽ không tăng được hình chữ V, nên chị lưu ý có thì cứ canh hạ ra và quan sát thêm. Những cái mã cổ phiếu như VRE này thì sao? VRE hiện tại thì anh chị thấy chủ yếu nó là kênh dưới xu hướng, và kênh dưới xu hướng thì mình hạn chế mình tham gia, có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm và canh lên tăng đến những vùng kháng cự của nó thì anh chị có thể là canh hạ ra đối với mã phiếu này. Còn con EGC, EGC thì nó là một mã cổ phiếu kênh trên xu hướng. Ở đây kênh trên xu hướng yếu tố điều chỉnh xảy ra, nhưng ở đây anh chị thấy nè, nó điều chỉnh về đâu ạ? Nó điều chỉnh về những cái vùng gọi là giá vốn của tổ chức này, đây là vùng giá vốn này và nó cân bằng trở lại được. Yếu tố cản cung đã xảy ra chưa? Đây là yếu tố cản cung đã xảy ra. Đúng mà, yếu tố cản volume này chứng tỏ không còn ai bán ra này, nên ở đây này anh chị thấy này hấp thụ những lượng cung rất là lớn và anh chị thấy xuất hiện những phiên no supply test cung rất là tốt, dòng tiền cũng đã vào đánh rồi này. Nên lưu ý mã phiếu này có thì cứ nắm giữ và điểm mua tốt nhất của nó là phải đợi những điểm cân bằng ở đây này. Các anh chị mua sẽ là những điểm mua hợp lý nhất. Hầu như là dòng bất động sản đang vào sóng nên chị cũng chú ý đến với con EGC. Anh chị nào muốn tham gia vẫn có thể tham gia được quanh những vùng này với những cái yếu tố giải ngân thăm dò đối với EGC và lên vùng này này nếu các bạn lại được anh chị có thể là mua gia tăng. Rồi tiếp theo là về những cái mã cổ phiếu như KBC thì sao? KBC thì nhìn chung thì xu hướng của nó các anh chị cũng có thể thấy rằng ấy, nó là xu hướng tăng, nhưng về trung hạn của nó đang là một cái yếu tố điều chỉnh trong ngắn hạn và nó đang cân bằng và tích lũy lại thêm. Nên lưu ý mã phiếu này thì có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm, điểm mua thì chưa có, mình phải cần nó cân bằng thêm một thời gian nữa thì anh chị mới có điểm giải ngân. Mẫu hình của nó đánh giống như con Dabaco. Cái gì thấy này đúng mà, mẫu hình của nó tương tự như con Dabaco này, yếu tố này tích lũy lâu này đánh lên 200 đến 300%, sau đó điều chỉnh này, sau đó tích lũy nền dưới này, bắt đầu có dòng tiền lớn vào đánh lên thì lúc đó nó mới bước vào trên line tăng mới có được. Thì con KBC hiện tại nó cũng tương tự như thế. Nên lưu ý hiện tại chưa có điểm mua. Thì bây giờ em cũng sẽ vào những cái mã cổ phiếu đáng chú ý đi. Em ví dụ như con BGC đi, là những cái mã cổ phiếu này, những cái trong chiến lược của em đang tham gia này, vì sao em lại tham gia mã cổ phiếu này đúng không ạ? Thứ nhất cái gì phải nhìn vào xu hướng của nó là một cái xu hướng tăng điểm về trung hạn và dài hạn. Cái gì thấy này, nền tích lũy của nó lâu hay không ạ? Đây là cái nền tích lũy của nó này đúng không ạ? Nó tích lũy rất là lâu nên nó đánh lên, sau đó nó tạo ra chu kỳ mới, nó cân bằng tích lũy trở lại này, và khi nó cân bằng tích lũy nó tạo ra những yếu tố này cạn cung như này. Đây yếu tố cạn cung xảy ra và dòng tiền lớn vào đánh lên, thì chủ yếu dòng tiền này đã phải là dòng tiền của tổ chức họ vào họ đánh lên chưa, đương nhiên là dòng tiền của tổ chức, tại vì đây như thế này, yếu tố cạn cung như này này không có ai bán ra nữa thì sao, tổ chức chủ yếu là họ mua vào và họ mua rầu sau thì cái bắt buộc thì họ phải đánh lên, thì dòng tiền này mình đọc vị được là của tổ chức thì sao, mình sẽ bắt đầu mình tham gia theo tổ chức. Và những cái điểm mua đối với con BCG của em là ở những điểm nào ạ? À? Những cái điểm mua của con BCG đây là những cái điểm mua quanh những cái vùng giá gọi là 14.15 là mua ở phiên nào ạ? À? Đây là những cái phiên em mua đối với con BCG này. Tại vì sao em mua? Tại vì nó là cái phiên test cung đúng mà, test cung với khối lượng thấp thì khả năng ấy nó sẽ đánh lên ở những giai đoạn phía sau. Và anh chị chú ý một điều rằng ấy là khi mà một cái tin tức nó sẽ ra sau một cái mẫu hình hay là nó sẽ ra trước một cái mẫu hình. Cái gì thấy là con Bamboo Capital, cái gì thấy này, cái thời gian nó ra là ngày 6 tháng 8 đúng không ạ? Còn thời gian em mua là cái ngày bao nhiêu ạ? Cái ngày em mua này, ngày em mua là ngày 5 tháng 8, cũng như là cái ngày tổ chức họ đổ tiền mà họ đánh là ngày 2 tháng 8.
Thì anh chị thấy này, yếu tố tin tức ra để nó sẽ phù hợp với cái quá trình đẩy giá, và tổ chức họ cũng đã ra, họ cũng đã vào dòng tiền đối với mã phiếu này rồi, nên em mới tham gia đối với mã phiếu này. Khi mình mua thì mình phải biết tại sao mình mua, chứ không phải là tự nhiên mình thấy nó tăng trần cái mình lao vào mình mua đâu. Khi nào mình các anh chị biết được vì sao anh chị mua thì anh chị sẽ đầu tư rất là thành công. Tại vì đây anh chị thấy này, nó đánh giống mô hình của con HDC đúng không ạ? Đây, trước khi mà nó tin nó ra những báo cáo tài chính đúng không ạ? Những cái lợi nhuận kinh doanh của nó thì sao? Dòng tiền lớn nó đã vào trước rồi. Đúng không ạ? Và khi dòng tiền lớn đã vào rồi thì nó sẽ đẩy giá lên liên tục này, nó sẽ không cho anh chị mua với những cái mức giá thấp nữa đâu. Nếu anh chị mua thì các anh chị phải mua với những cái mức giá cao, và mẫu hình nó tương tự như của con BCG ở thời hiện tại đúng không ạ? Nên con BCG là những cái con mà anh chị nên chú ý ở thời hiện tại. Các anh chị thấy này, phiên này là phiên gì? Phiên này là vẫn là phiên ngừng vào chứ không phải là phiên ngừng ra, nó chủ yếu là phiên xét cao, khả năng ngày mai nó sẽ cân bằng trở lại thì anh chị sẽ có điểm mua đối với BCG. Nên lưu ý đối với mã phiếu này, nó cũng đã hình thành một cái mẫu hình của nó, quan tâm đối với BCG ở hiện tại. Hay là những cái mã cổ phiếu về dòng tài chính thì có con SSI này. SSI hiện tại thì anh chị có điểm mua chưa? Thì em đánh giá thì hiện tại thì về dòng chứng khoán thì hiện tại chưa có điểm mua. Thì con SSI hiện tại nó chủ yếu ấy, nó là một cái mã cổ phiếu trong trend lai tăng. Nhưng các chị phải nhìn một điều rằng ấy, ở đây khi á mà cái nhịp chỉnh đầu tiên của nó này xảy ra, bắt đầu nó cân bằng trở lại, thì có phải là cái nhịp này là anh chị mua hay không? Cái nhịp này không phải là nhịp mua, cái nhịp này là để các anh chị nắm giữ thôi, chứ không phải là để anh chị mua nữa. Cái nhịp thế này, cái nhịp sau ấy, khi mà nó cân bằng trở lại, nó tích lũy đủ này, nó cân bằng trở lại, cái nhịp này mới là cái nhịp mua chính nè. À, cái nhịp không phải chờ đợi lâu đúng không ạ? Mặc dù anh chị mua giá cao nhưng mà anh chị không phải chờ đợi lâu, và anh chị có thể là bán với giá cao hơn. Còn bây giờ anh chị mua ở đây thì sao ạ? À, thì nó sẽ bị rủ về đây, chắc gì anh chị còn dám cầm hàng đối với mã phiếu này. Nên con SI này cái gì có lãi thì anh chị cứ canh chốt 1/2 đi, một quan sát thêm. Mã phiếu này nó muốn tăng ấy, nó phải cần tích lũy thêm, nên chị lưu ý đợi tích lũy thêm thì anh chị có thể tham gia. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát con HCM, nó cũng tương tự như thế này. Anh chị thấy này, nhìn chung nó cũng là trên lai tăng, nhưng ở đây anh chị thấy này, cái nhịp chỉnh đầu tiên của nó này, nó lên nó gặp lại kháng cự trước của nó thì sao ạ? À, nó có đánh vượt kháng cự hay không, nó phải điều chỉnh. Sau đó này, nó này nó tạo ra những cái biên sideways của nó, tăng chỉnh liên tục tạo ra biên sideways, nó hấp thụ hết đủ lượng cung sau nó mới tiếp tục đánh lên. Chứ giai đoạn này cái việc mà đánh lên rất là khó, nên nó phải cần giai đoạn cân bằng thêm thì anh chị sẽ có điểm mua đối với HCM. Nên quan sát đối với mã phiếu này, và hầu như mã phiếu này em thấy này, dòng tiền vào cũng liên tục này, chứng tỏ dòng tiền đang kỳ vọng đối với dòng chứng khoán đúng không ạ? Nên cái gì phải chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo nó cân bằng thêm thì chuyện giải ngân sẽ tốt hơn, chứ bây giờ mình giải ngân thì hơi sớm. MBS cũng tương tự như thế thôi, hầu như là dòng chứng khoán nó sẽ vận hành như như nhau hết cả. Anh chị thấy này, dòng tiền cũng đã vào hấp thụ lượng cung rất là tốt. Vùng này thì sao? Vùng này khả năng nó sẽ cân bằng, hoặc là nó sẽ quay lại retest cái đáy trước của nó sẽ cân bằng trong đó khoảng là 1-2 tuần nữa, thì anh chị sẽ có điểm mua chuẩn đối với con MBS. Có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ vô quan sát thêm đối với MBS thôi. Còn FBS nó cũng tương tự như thế, thì hầu như cái dòng chứng khoán nó sẽ vận hành tương đương nhau, nên các chị cần chú ý đến những cái mã cổ phiếu mạnh nhất của ngành, khi nào mà tích lũy đủ thì chị tham gia. Thứ nhất là con SSI là mạnh nhất này, thứ hai là con HCM, và thứ ba anh chị chú ý đến con VND. VND chị thấy này, khi thị trường điều chỉnh thì nó điều chỉnh chung, nhưng mà khi nó tăng xong nó tăng mạnh nhất dòng thì chứng tỏ những mã phiếu này là những mã phiếu mạnh, và khả năng nó sẽ có những yếu tố cân bằng lại không, khả năng nó sẽ quay lại nó retest đỉnh của nó, hoặc là nó sẽ retest lại vùng này, thì lúc đó nó mới tạo ra chu kỳ mới được. Nên chị lưu ý mã phiếu này là một trong những mã cổ phiếu mạnh nhất của dòng chứng khoán, nên khi mà nó cân bằng trở lại thì anh chị có thể là giải ngân mua đối với VND, còn hiện tại không phải là điểm mua. Thì nhìn chung là dòng chứng khoán chị cứ tiếp tục quan sát thôi và theo dõi nó một giai đoạn nữa. Còn về dòng ngân hàng ấy thì anh chị có thể chú ý những mã cổ phiếu này, thứ nhất là con ACB. Vì sao lại chú ý ACB? Tại vì đây cái gì thấy này, có dòng tiền lớn nhất mọi thời đại vào đánh này. Dòng tiền này có phải là dòng tiền của anh chị đầu tư cá nhân hay không? 35 triệu cổ phiếu chắc chắn không phải là dòng tiền của anh chị đầu tư cá nhân rồi. Đây là dòng tiền của tổ chức. Và khi tổ chức họ đã vào tiền sau, anh chị thấy này, đỡ giá rất là tốt đúng không ạ? Và khi đỡ giá tốt như thế này thì khả năng có đánh lên không? Khả năng rất là cao sẽ đánh lên. Nên lưu ý có con ACB này, có thì cứ tiếp tục nắm giữ vào quan sát thêm, và khả năng đánh lên rất là cao. Ở đây cũng là một cái dạng gọi là tích lũy của nó này, đây là tích lũy hợp đa bát của nó này. Và anh chị thấy này, cái điểm mua hợp lý của cái mã phiếu này là ở đâu? Ví dụ như những giai đoạn phía trước đi, cái gì thấy này, yếu tố điều chỉnh xảy ra này, nhưng ấy có những dòng tiền lớn lớn nhất mọi thời đại này vào đánh, thì cái điểm mua của nó là những điểm mua nào? À, nó cân bằng tích lũy như thế này này, những điểm mua chuẩn của nó là điểm mua này này, rất an toàn đúng không ạ? Nên chị lưu ý con ACB này nó tăng rất bền vững, nên lưu ý điểm mua của nó có thể là quanh vùng giá 33.55, có thể giải ngân thăm dò đối với mã phiếu ACB này, lưu ý đối với mã phiếu này. Còn AIB thì nó ngược lại đúng không ạ? AIB này thực chất cái lượng cung của nó rất là lớn, ở đây là lượng cung của nó này, yếu tố rũ bỏ tạo ra một cái quá trình cạn cung và đánh lên, và khả năng nó sẽ cân bằng tiếp theo ở những đoạn phía sau,
Nên lưu ý mã phiếu ABB này các anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát, và đánh lên tới đây thì anh chị có thể là canh hạ ra để anh chị có thể đảo ra một cái mã cổ phiếu ngân hàng khác để anh chị đầu tư. Tại vì mã phiếu này thực chất nó không đủ độ tích lũy để có thể là đi xa được, nên chúng ta phải nhìn nhìn vào độ tích lũy của nó để có thể là đánh giá một cái hướng đi của nó. Tại vì anh chị thấy là những cái thiên tài chứng khoán như William O'Neil thì ông sẽ nhìn chặt từng đến, ông nhìn có thể là chặt tích lũy của nó tích lũy dài hay không để dự đoán hướng giao nó có đi xa hay không ông mới đầu tư vào, chứ không phải là các anh chị nhìn vào những cái phiên này một hai phiên anh chị có thể đánh giá được một mã phiếu này được. Nên chị phải nhìn vào quá trình của nó, và quá trình của nó tích lũy ít thì khả năng nó cũng sẽ tăng, nó khoảng là gặp kháng cự trước nó lại điều chỉnh thôi. Nên AIB này có canh tăng đến vùng kháng cự thì chị hạ ra. BID sao? BID thì nó là một cái mô hình island reversal và bây giờ nó cân bằng cũng rất là tốt, khả năng dòng ngân hàng nó sẽ tiếp tục là những cái dòng dẫn của thị trường ở giai đoạn phía sau, và những cái mã phiếu này nó cần một cái thời gian gọi là tích lũy trở lại thì lúc đó anh chị mới có điểm giải ngân. Còn bây giờ có thì chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Mã phiếu này hiện tại thì nó cũng đã giảm và cạn cung, nên lưu ý mã phiếu này quan sát thêm. CTG, CTG thì những mã phiếu này các chị thấy một điều rằng là nó so sánh với những mã phiếu khác thì nó đang yếu hơn đúng không ạ? Và một cái mã phiếu yếu này mình có nên hay nắm giữ hay không? Theo đánh giá các anh chị có thể nắm giữ, nhưng các anh chị phải bán ra ở những vùng kháng cự trước của nó. Tại vì sao? Nếu mà anh chị nắm giữ một mã phiếu này lâu á, các anh chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để anh chị đầu tư. Các anh chị so sánh mã phiếu này, các anh chị so sánh với ACB đi. Anh chị nên đầu tư mã phiếu nào hơn? Đây. Cái gì thấy này, khi dùng nhiều điều chỉnh sao ạ? ACB điều chỉnh ít hơn, nhưng mà khi thị trường tăng sao ACB nó tăng nhanh hơn thì chứng tỏ nó phía ACB này với CTG thì mã nào mạnh hơn? ACB mạnh hơn thì các anh chị thấy này, các anh chị có thể là canh đảo qua mã phiếu ACB các anh chị đầu tư đúng không ạ? Chứ không phải là các anh chị cứ nắm giữ một cái mã cổ phiếu yếu hơn mã cổ phiếu khác, và anh chị phải biết mã phiếu nào mạnh để mình có thể là đảo hàng qua. Các anh chị so sánh tỷ lệ lợi nhuận của một mã cổ phiếu kênh dưới và kênh trên hồi nãy cũng đã so sánh rồi. Nếu mà kênh trên ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ đánh mạnh hơn. Tại vì lên mà đánh vượt đỉnh của nó, ví dụ như giai đoạn này đi, nó đánh vượt đỉnh của nó cái gì thế này nó sẽ tiếp tục nó tăng liên tục. Tại vì sao? Tại vì nó không còn kháng cự nên cái lực cầu nó vào liên tục, nó sẽ góp phần để giá tăng rất là nhanh. Còn khi mà nó là kênh dưới nó tăng lên xong nó sẽ gặp những cái lượng cung bán ra thì lúc đó nó sẽ không tăng nhanh được, nó phải cần tích lũy và sẽ quay lại, đó là cái bản chất của cung cầu. Lưu ý con CTG này canh tăng đến vùng kháng cự thì chị hạ ra, còn có thì cứ tiếp tục nắm giữ. Nếu đánh ngắn bạn có thể tham gia vào ở quanh vùng này. Còn HD Bank này hiện tại nó cũng rất là mạnh, nó cũng là gọi là mạnh nhất dòng ngân hàng, nhưng giai đoạn này nó phải cần tích lũy lại thêm, chứ hiện tại nó chưa có những cái độ tích lũy đủ để có thể là đánh lên. Các anh chị thấy này, có cây cầm này điều chỉnh này cân bằng, nó phải cần cân bằng như thế này này, lúc đó anh chị mới đánh được vào cái chu kỳ cuối của nó. Và bây giờ anh chị thấy này, đây cũng là giai đoạn này này, cái gì thấy này em khoanh vùng lại đây, yếu tố tăng điểm này tạo ra cái vùng gọi là tích lũy này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái vùng như thế này, nó phải có giai đoạn và tích lũy lại thì anh chị sẽ có điểm mua đối với HD Bank. Bây giờ có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm đối với HD Bank. Tiếp theo là con Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank hiện tại thì yếu tố cái lượng cung ở trên của nó rất là nhiều, các chị nhìn vào volume ở đây đi thì chị biết cái lượng cung rất là lớn rồi đúng không ạ? Và khi lượng cung lớn như này này nó treo lên đây thì cái việc nó đánh lên rất là khó, thì khả năng nó phải cần tích lũy lại thêm thì lúc đó nó mới có thể là bật tăng được. Nên lưu ý Liên Việt Postbank có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm, hiện tại thì chưa có điểm mua. Tiếp theo ấy là những cái mã cổ phiếu như là MSB hay MBB thì sao? MBB thì nắm giữ được, tại vì sao? Yếu tố nó rũ bỏ nhưng càng cung ở vùng này nó đang có những cái giai đoạn gọi là tái tích lũy trở lại, thì khả năng nó sẽ tái tích lũy giai đoạn phía sau thì anh chị sẽ có điểm mua tốt đối với MBB. Còn bây giờ cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát, hiện tại thì nó cũng đang trong một trend tăng và chưa có điều gì xấu đối với mã phiếu này nên quan sát được. MSB thì nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu nó cân bằng trước này, nó cũng tương tự như cái con ACB, thì mã phiếu này với ACB là một trong những mã phiếu anh chị đáng lưu ý nhất của dòng ngân hàng. Vùng này cũng là một vùng tích lũy trong cái chiết hợp Davos và nó đang tích lũy như này thì anh chị chủ yếu anh chị chọn điểm mua sao cho tốt thôi. Điểm này có thể dễ ngăn được không? Theo đánh giá vẫn dễ ngăn được 29.65. Chủ yếu bây giờ dùng tiền nó đang phân hóa, dòng tiền vào mã phiếu nào thì mình vào mã phiếu đó để mình đánh. Vùng này nó cân bằng trở lại, cái gì thế này test cung liên tục này chạy này đúng không ạ? Hay là test cung này test cung liên tục thì sao nó sẽ chạy, nên lưu ý mã phiếu này nó cũng đâu phải là 4 đến 5 phiên test cung thì chị có thể là tham gia giải ngân. Lưu ý đối với MSB, nếu nó có lăn quanh quanh những vùng là 29.5 hoặc là dưới đó thì chị có thể giải ngân thăm dò. Còn có SHB hiện tại thì nó cân bằng trước, nó đánh lên dòng tiền nó lên quyết liệt, nhưng ở đây nó gặp lại kháng cự trước của nó thì khả năng nó sẽ tái tích lũy thêm, có thì cứ tiếp tục giữ và quan sát thêm thôi. Còn SHB này nó là một mã phiếu vô cung thì chúng ta không phân tích được. Đấy, anh chị thấy này,
đầu phiên thì nó đạp, cái cuối phiên thì kéo, thì những mã phiếu này chủ yếu là có những cái sự thao túng cung cầu của tổ chức, nên cái đó chỉ dựa vào tổ chức cung cầu thôi, nên mình hạn chế tham gia. Em ví dụ như những mã phiếu như VBank này, cái gì tham gia thì sao ạ? Nếu chỉ có lãi thì chỉ có lãi rất nhanh, nhưng cái gì thấy đang cái gì thua lỗ, cái gì cũng thua lỗ rất nhanh, nên gì hạn chế tham gia những mã cổ phiếu vô cung. Như con VIB nó cũng tương tự như thế này đúng không ạ? Nên gì phải chọn những mã phiếu nào ấy mà nó có những yếu tố cung cầu để anh chị tham gia. STB thì nó cân bằng trở lại nhưng nó vẫn chưa bứt phá khỏi những cái lai giảm của nó, thì mã phiếu này các anh chị cứ quan sát và nắm giữ thêm, nó cần dao động tích lũy thêm thì lúc đó anh chị sẽ tham gia được. Và bây giờ cứ quan sát thêm một thời gian nữa, tích lũy được thì có thể tham gia, còn nó cân bằng thì không thì thôi. Techcombank thì nó đánh tương tự như con ACB thôi, và anh chị thấy này, đây cũng là cái vùng tích lũy và sideways của nó này. Và nếu những cái mã cổ phiếu nó tăng mạnh nhất thì nó giá có con ACB và Techcombank sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu tiềm năng của dòng ngân hàng, tại vì đây là cái vùng tích lũy của nó và chưa có giai đoạn chạy nước rút. Nếu mà nó cân bằng và nó tích lũy được thì sao ạ? Thì khả năng ấy Techcombank nó sẽ vào một cái sóng mới, nên lưu ý có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với Techcombank, và những vùng này nếu mà nó cân bằng thêm thì anh chị có thể giải ngân đối với Techcombank, nên lưu ý nắm giữ thêm đối với mã phiếu này. Tiên Phong Bank thì nó cũng là một mã cổ phiếu giống như con STB thôi, nên chị quan sát đối với con đối với con Tiên Phong Bank này, chứ hiện tại điểm mua thì vẫn chưa có. Tiếp theo là cái con Vietcombank thì sao? Vietcombank thì nó là kênh dưới xu hướng và kênh giữa xu hướng, nó đánh giống như giai đoạn của con VHC ở giai đoạn phía trước thôi. Đây giai đoạn nó đánh giống như giai đoạn này của con VHC này, trên lai tăng đẩy giá lên này, nó cân bằng đánh lên giảm xuống, sau đó phải cần ủ nhịp này cân bằng tích lũy và xoay quanh một thời gian nữa thì lúc đó nó mới tăng được, nên Vietcombank này có thì cứ tiếp tục nắm giữ, và canh nó tăng đến vùng kháng cự của nó thì chị cứ hạ ra bớt. Đây là vùng kháng cự của nó này. Quanh vùng giá bao nhiêu ạ? Quanh vùng giá đâu đó là 100 đến 102, anh chị có thể là canh tăng đến vùng này hạ ra và đợi nó tích lũy thêm thì có thể tham gia trở lại. VIB và con CTG là hai con giống nhau, nên cái gì phải chờ thời gian tích lũy thêm thì anh chị mới có thể tham gia được. VBank nó cũng tương tự như thế, nên quan sát đối với những cái mã phiếu này. Tiếp theo ấy là những cái mã cổ phiếu có dòng công nghệ thì anh chị chú ý giúp em là con CTR. Vì sao lại chú ý? Tại vì ở đây anh chị thấy này, hiện tại nó là trên lai tăng hay trên lai giảm? Nó là trên lai tăng và nó đánh vượt đỉnh chưa? Đánh vượt đỉnh rồi. Dòng tiền lớn đã vào chưa? Dòng tiền lớn cũng đã vào rồi luôn, đúng không ạ? Thì đây là những dòng tiền lớn vào, thì có dòng tiền lớn vào ok thì cứ tiếp tục mình tham gia vào mã phiếu này. Nếu mình thấy dòng tiền lớn này vào thì sao ạ? Thì chủ yếu mã phiếu này sẽ có tổ chức họ đỡ giá, và khi họ đỡ giá sao nó giảm về đâu ạ? Nó giảm về hỗ trợ thì sao sẽ được đỡ giá rất là tốt, và vùng này nó giống theo mẫu hình vi đây này, đúng không ạ? Nó chỉnh về hỗ trợ trước sau càng cung, sau đó dòng tiền lớn vào đỡ lên và khả năng nó sẽ tái tích lũy thêm vài phiên nữa thì nó sẽ có những cái điểm mua cho anh chị. Điểm mua này vẫn là những cái điểm mua sớm cho anh chị có thể tham gia này, quanh vùng giá gọi là 82 anh chị có thể tham gia đối với con CTG. Tiếp theo là FPT. FPT hiện tại nó đang cân bằng nhưng hiện tại nó cũng đã qua điểm mua. Điểm mua nó là điểm này, hoặc là điểm mua của nó là điểm nào ạ? Đây là điểm mua của nó, chứ còn bây giờ nó đang tăng như thế này làm sao anh chị mua được? Giống như con VIC cái gì thấy này, điểm mua của nó là điểm mua nào ạ? Các anh chị phải mua những vùng tích lũy như thế này này, chứ anh chị thấy này, nó ra những tin tốt sau đó nó tăng chạy nước rút như này, các anh chị mua thì sao rất dễ dàng với những cái nhịp đỉnh của nó, đúng không ạ? Nên các anh chị phải biết đưa ra những nguyên tắc điểm mua như thế nào để hợp lý. Khi mình đúng thì sao? Mình đúng rất là nhiều, nhưng mà khi mình sai thì sao? Mình sai đó khoảng là 4% thôi ạ, chứ không phải để sai nhiều được. Nên lưu ý mình phải chọn điểm mua sao cho tốt, mình mới chọn điểm bán tốt được. Nên con CTR này hiện tại là điểm mua, nhưng con FPT thì nó lại là khác, hiện tại không phải là điểm mua. Đối với con FPT, nếu ấy mà anh chị muốn mua thì nó phải có những cái nhịp ấy mà nó cân bằng thêm đâu khoảng tích lũy thêm 3 4 phiên nữa anh chị có thể tham gia giải ngân. Rồi giờ cứ quan sát đối với FPT thôi. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí, dòng dầu khí hiện tại nó cũng tăng rất là tốt, nhưng hiện tại lúc trước em cũng có tham gia đối với con này này, con BSR quanh những cái vùng giá gọi là 17.6. Đây những cái điểm mới mua của con BSR đúng không ạ? Đây BSR này tham gia vùng giá gọi là bao nhiêu ạ? Tham gia vùng giá 17.6 này, đúng không ạ? Nên chị thấy hiện tại xem con BR còn điểm tham gia nữa không, theo đánh giá nó sẽ không còn điểm tham gia. Tại vì sao? Tại vì nó sắp sách ao nền. Sách ao nền là sao? Sách ao nền là do những yếu tố đu bám rất nhiều. Đây sách ao nền này, đây là sách ao nền này, và khi xuất hiện sách ao nền thì yếu tố điều chỉnh xảy ra nó sẽ khá là cao. Nên lưu ý mã phiếu này em cũng đã hạ ra đó khoảng 1/2, và những mã phiếu này các anh chị cần quan sát thêm. Nếu mà nó tích lũy lại được thì sao, các anh chị có thể mua trở lại, nhưng mà nếu mà nó không tích lũy nó giảm trở lại thì sao, các anh chị canh những cái vùng này nó quay tới lại vùng này này mà khối lượng thấp thì có thể tham gia trở lại. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát giống như giai đoạn này này, cái gì thấy này nó tích lũy này, nhưng mà anh chị thấy nó xuất hiện như thế nào ạ? Sách cao nền này, đây là sách ao nền này, sao nó sẽ điều chỉnh đúng không ạ?
còn có những cái giai đoạn ấy mà nó xuất hiện sách ao nền, nhưng ở đây như thế này, sách ao nền khối lượng nhỏ thì nó không điều chỉnh, nhưng mà sách ao nền nó khối lượng lớn thì sao ạ, thì nó sẽ khả năng sẽ điều chỉnh rất là cao, và khả năng ở vùng này nó sẽ có những cái giai đoạn nó cân bằng qua những vùng này thêm, hèn gì sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát và chờ đợi những điểm mua của nó, tại vì nó cũng đang trong trên lai tăng, nhưng nó hiện tại nó là kênh giữa chứ không phải là kênh trên. Còn con gáp là kênh trên xu hướng này, hiện tại nó đang trong trên lai tăng này, nó quay lại retest cái đỉnh trước của nó, khối lượng thấp cân bằng trở lại này, dòng tiền lớn vào đánh lên, khả năng nó sẽ cân bằng thêm vài phiên thì anh chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát, tại vì bây giờ nó gặp lại kháng cự trước này, đúng không ạ, đỉnh trước kháng cự sau nó sẽ cân bằng thì anh chị sẽ có điểm mua. Thì đây là những cái vùng điểm mua tối ưu đối với con gáp, và bây giờ anh chị vẫn có thể là tham gia thăm dò đối với con gáp này quanh vùng giá 92.5, quanh những vùng giá này có thể tham gia thăm dò, nếu đánh breakout thì sao có thể gia tăng thêm. OIL VBET thì sao, OIL thì hiện tại thì nó đang là kênh giữa xu hướng mà nó yếu hơn con BR đúng không ạ, và ở đây nhìn thấy nó cân bằng tích lũy trở lại, yếu tố kèo cung đã xảy ra thì khả năng ấy những phiên tiếp theo ấy thì nó sẽ có những cái điểm mua cho anh chị tham gia. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với loại phiếu này đi, vùng này vẫn có thể thay giãn thăm dò rồi. Còn các anh chị nào mà muốn đánh chính ấy thì các anh chị phải chờ những phiên gọi là tạo ra điểm pivot của nó như thế này này, anh chị mới có điểm đánh chính, hoặc là những cái điểm này này các anh chị mới có điểm đánh chính. Còn bây giờ cứ quan sát đối với OIL. Bet thì sao, Bet hiện tại cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Bet hiện tại thì nó đánh giống như BVT giai đoạn phía trước thôi, đây nè các chị thấy này, nó cân bằng ở dưới, nó đánh lên nó gặp kháng cự nó điều chỉnh thì chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ con Bet hiện tại nó cũng chưa có điểm mua cho chị tham gia đâu, có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm điểm mua chính của nó. Nếu mà nó cân bằng quanh được những vùng này này thì anh chị có thể giãn mua. Dòng tiền đã vào chưa, đây dòng tiền đã vào rồi này, đây dòng tiền cũng đã có những yếu tố này vào này, đây hai phiên dòng tiền vào đúng không ạ. Bây giờ các vị cứ tiếp tục giữ, tại vì dùng tiền vào chưa quyết liệt, nếu nó quyết liệt và cân bằng lại những hôm này, đây là những điểm mua lý tưởng. Còn bây giờ hiện tại cứ quan sát em, ví dụ như con SSI đi, điểm mua lý tưởng của nó là điểm nào, có phải là điểm này không ạ, à? Nó tạo ra những yếu tố tăng trưởng liên tục này nhưng mà nó cân bằng trở lại, điểm mua lý tưởng của nó là điểm này, nên lưu ý cái con bé này trong giai đoạn tiếp theo nếu mà cân bằng trở lại, nó là một trong những cái mã cổ phiếu rất là mạnh trong giai đoạn sắp tới, nên lưu ý mã này. BLC với BLX thì sao, BLC hiện tại dòng tiền lớn cũng đã vào, bây giờ nó cân bằng lại những vùng đỉnh trước của nó, yếu tố cạn cũng đã xảy ra, yêu cầu mã phiếu này nó phải cân bằng thì chị sẽ có điểm mua đối với BLC, nên lưu ý nếu mà nó cân bằng thêm vài phiên nữa, đâu khoảng là 3 đến 4 phiên nữa anh chị có thể giải ngân. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với mã phiếu này thôi. BVX nó là kênh giữa xu hướng và hiện tại cũng đã cạn cung, dòng tiền chưa vào đánh thì đợi dòng tiền vào đánh thì chị sẽ có điểm mua. Tiếp tục quan sát BVD thì có thì cứ hạ ra này, thì mã phiếu này các anh chị thấy này, so sánh với một cái mã cổ phiếu khác trong dòng dầu khí như BSR thì anh chị thấy sức mạnh của mã phiếu này với mã phiếu BSR thì sao ạ? À? Khi mà cổ phiếu này chỉnh thì sao? Nó chỉnh mạnh hơn này, đây đúng không? Chỉnh chỉnh mạnh hơn BSR, nhưng khi tăng à, tăng yếu hơn và chỉnh chỉnh mạnh hơn thì sao? Thì chú ý các anh chị chọn lựa mã cổ phiếu mạnh các anh chị đầu tư, chứ về chị anh chị phải đầu tư vào những mã phiếu yếu như thế này đúng không ạ? Lưu ý BVD có thì cứ canh hạ ra để đánh một mã phiếu như BSR hoặc là mã phiếu BET nó sẽ ok hơn. Còn bây giờ cứ tiếp tục nắm giữ đợi canh tăng đến kháng cự thì chị bán ra. BVS thì nó tương tự như con OIL, BVT hiện tại nó phải cân bằng, nó đánh giống như con BR thôi, các chị thấy này, check out nền xong đó tích lũy càng cung và nó cân bằng trở lại, thì nếu nó cân bằng thêm thì chị sẽ có điểm mua đối với BVT. Còn bây giờ cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Dòng phân bón và cảng biển ở gần đây thì nó cũng tăng rất là mạnh này, thì còn điểm mua nữa hay không? Đầu tiên là vào dòng phân bón đi, có DCM này, DCM thì sao, hiện tại nó đang trong cái line như thế nào, hiện tại nó đang trong cái line tăng, và trong lên tay tăng thì sao, các chị cứ tiếp tục nắm giữ và các chị phải chờ đợi những điểm bán của nó, chứ hiện tại nó cũng đã qua điểm mua. Các chị mua thì các chị mua điểm nào à? Mua điểm này này, đây gọi là điểm này các chị mua, chứ bây giờ anh chị mua hiện tại nó cũng tương đối là muộn, và anh chị cứ quan sát đối với mã phiếu này thôi, nếu mà nó còn những cái dư địa mà chạy đúng lúc thì anh chị canh bán, chứ điểm mua của nó cũng đã hết điểm mua. Hay là con BFC nó cũng tương tự như thế này, làm sao các chị mua ở những điểm này được, các chị thấy lại con Liên Việt của banh đi chạy đúng lúc để mua hay là để bán đúng mà, hay anh chị nhìn lại con VIC đi, đây chị đúng lúc để mua hay là để bán, nên chị lưu ý những mã phiếu như DCM này hay là những cái mã phiếu như DBM nó cũng đã hết điểm mua rồi, các anh chị cứ tiếp tục quan sát thôi, chứ anh chị đừng mua đuổi lại, và khi các anh chị mua đuổi sao à? Thì khả năng sẽ dính đỉnh rất cao. Như thế này con DBM nó đã có áp lực bán chưa, đây là áp lực bán này đúng không ạ, đây là áp lực bán này đúng không ạ, các anh chị thấy này, yếu tố này nó điều chỉnh nó xảy ra như thế này thì đó là áp lực bán. Hay là cái con BFC này cũng có áp lực bán trên này đúng không ạ, nên nó có không đóng cửa cao nhất phiên, nên lưu ý những mã phiếu này các anh chị có thì cứ tiếp tục
nắm giữ và canh chốt lại khi nó có những yếu tố chững lại. Còn điểm mua hiện tại thì không có đối với dòng chứng khoán, đối với dòng phân bón. Còn DGC thì sao? DGC nó cũng tương tự như thế, hiện tại nó cũng đã qua điểm mua. DGC này em có tham gia không? Em vẫn có tham gia, em tham gia vùng nào? Quanh vùng giá 71 này và em canh bán ở những vùng chạy nút rút này. Đó là nguyên tắc đầu tư của em. Tại vì sao? Mình mua thì mua tại nền và bán ở những vùng chạy nút rút. Còn nó chạy như thế này nó cũng sẽ không tăng mạnh ở đâu, tại vì mình thấy có những yếu tố chạy nút rút như Liên Việt Bank này, nó tăng đâu khoảng là 50 đến 60% từ những vùng nền của nó. Thì anh chị thấy này, vùng này nó đã tạo đỉnh dễ dàng vượt được hay không? Dễ dàng đúng mà. Hay là con DGC này, giai đoạn phía trước này con DGC đúng mà. Đây, con DGC tham gia điểm nào à? Đây, DGC tham gia này và có lãi đâu khoảng là 35%. Và em cũng đã bán qua những cái vùng chạy nút rút của nó. Tại vì nó đã có chạy nút rút rồi thì mình phải canh bán thôi, chứ cái mã phiếu này nó muốn tăng nó cũng không tăng nữa. Tại vì chị so sánh những vùng nền của nó đi, nếu vùng nền này lấy làm nguyên tắc để đầu tư thì sao, nó cũng đã tăng 20% rồi, thì theo những cái quy tắc về nguyên nhân kết quả nó đã đủ cái yếu tố gọi là tăng điểm hay chưa, theo đánh giá nó cũng đã đủ cái yếu tố tăng điểm về nguyên nhân và kết quả của nó rồi đúng không ạ. Nên lưu ý mã phiếu này hiện tại cũng đã qua điểm mua nên chị quan sát thêm. Tiếp theo là dòng cảng biển thì có SGB này, phía trước ấy em cũng đã khuyến nghị chị tham gia những cái điểm mua này này. Tại vì sao? Tại vì tham gia những cái điểm mua này là những cái điểm mua tạo mẫu hình dòng cung hướng lên, giống như con CRE đây, dòng cung hướng lên nó tăng mạnh hay không? Tăng mạnh. Con SGB hiện tại nó cũng tương tự như thế, nó đang đi theo mẫu hình của con CRE, nên có thì cứ tiếp tục nắm giữ. Đối với mã phiếu này dòng tiền lớn cũng đã vào thì khả năng nó sẽ tích lũy lại nhưng quanh những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó, anh chị sẽ có điểm mua. Đối với SGB lưu ý cứ tiếp tục nắm giữ. Đối với SGB Gamadex nó cũng tương tự như thế này, nó cũng là một trong những cái mã phiếu mạnh này, nó đánh vượt đỉnh của nó rồi và nó đang trong xuống tăng thì cứ tiếp tục nắm giữ, nó cân bằng trở lại thì anh chị sẽ có thể mua. Nó chưa có giai đoạn gì nó rút thì khả năng nó sẽ còn một cái chu kỳ tăng nữa, nên lưu ý với Gamadex giai đoạn phía sau. Vùng này các anh chị muốn mua thăm dò có thể mua được hay không? Vẫn có thể mua thăm dò được quanh vùng giá 48.3. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng cảng biển. Đây đây là dòng cảng biển có nhận cổ phiếu như là HAH này. HAH nó cũng tạo mẫu hình như thế nào à? Nền trùng nền trùng nền giống như con DGC, nhưng vùng này anh chị còn điểm mua hay không? Anh chị thấy này, đây đâu phải là còn cái điểm mua cho anh chị đâu, từ những vùng nền này nó đã tăng bao nhiêu phần trăm rồi à? Cái gì thấy này nó lên tăng gần 100% thì nó cũng đã qua điểm mua, nên chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm thôi. Còn điểm mua chuẩn của nó là điểm mua này hoặc là điểm mua này, điểm mua này. Chứ bây giờ anh chị thấy này, nó tăng như thế này nó chạy nút rút rồi chưa ạ? À? Nó chạy nút rút này, ba phiên này là chạy nút rút thì mình đã không còn điểm mua nữa rồi, nên lưu ý quan sát thôi. Chứ điểm này các chị mua vào sẽ rất dễ dàng dính ngay đỉnh của nó. Còn những cái mà cổ phiếu của dòng cao su thì sao? Cao su BHR hay là HNG thì chủ yếu mã phiếu này nó đang cân bằng trở lại thôi. Còn DLC vì báo cáo kinh doanh quý 2 của nó tốt, yếu tố dùng tiền vào đánh lên thì khả năng nó sẽ tái tích lũy lại vùng đỉnh của nó, anh chị sẽ có định mua. Còn bây giờ cứ quan sát, không còn định mua đối với con DLC. Tiếp theo ấy là về những mã phiếu của dòng bán lẻ đi. Bây giờ con Masan đi, các anh chị thấy còn điểm mua hay không? Bây giờ nó chạy lúc chưa, chạy lúc rồi thì điểm mua của nó sẽ không còn nữa. Nếu nó cân bằng trở lại thì anh chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cứ quan sát đối với mã phiếu này, màu điểm lừa cũng tương tự như thế này, nó cân bằng và nó gặp lại những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó, yếu tố khả năng nó sẽ quay lại điều chỉnh qua những vùng này thì anh chị sẽ có điểm mua. Cân bằng trở lại tích lũy sẽ quay, anh chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát thôi. Tiếp theo ấy là những mã phiếu như DG World, các chị thấy này, nó cũng tăng một giai đoạn từ những cái vùng nền của nó tăng lên đúng không ạ? Nó tăng đâu khoảng là 20% từ những vùng nền của nó, thì bây giờ các chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát. Ở điểm mua của nó thì nó sẽ cân bằng lại ngay quanh những vùng là đỉnh trước của nó thì chị sẽ có những cái điểm giải ngân. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với con DG World này thôi, thì chủ yếu các chị quan sát giúp em những mã phiếu như ACB. Tiếp theo là Techcombank, bất động sản thì có SSC, tài chính thì có BCG đúng không ạ? Là những mã phiếu em đánh giá là những mã phiếu mạnh ở hiện tại. Còn những mã phiếu tiếp theo có thể quan tâm như là con bé này hoặc là một vài mã cổ phiếu của dòng bất động sản nữa, như là cái con CKG, thì anh chị chú ý những mã phiếu này thôi. Ở giai đoạn tiếp theo khả năng nếu mà tích lũy quanh vùng này anh chị sẽ có điểm mua, thì đó là những cái mã cổ phiếu các anh chị cần chú ý nhất ở hiện tại. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video của em, thì chúc các nhà đầu tư được trong những cái giai đoạn phía tới thì nó sẽ thành công hơn. Nếu các anh chị nào mà đúng muốn đồng hành với em ở những cái room chiến lược này thì anh chị có thể là liên hệ với em để em có thể là hỗ trợ cho anh chị đầu tư được tốt hơn.